Chương 10, tuần 10, tạo kết nối qua truyền thông xã hội. Khi Jane Benson muốn quảng bá về doanh nghiệp mới của mình, cô ấy đã tìm tới web và các trang mạng xã hội. Doanh nghiệp của cô ấy bắt đầu khi các bà mẹ khác cùng trường với con cô ấy nhìn thấy những chiếc bánh cupcake mà cô ấy mang cho con trong giờ ăn nhẹ. Và Jane nhận ra cô ấy có thể kinh doanh bằng cách dạy cho người khác về nghệ thuật làm bánh cupcake. Cô ấy mở các lớp học và các bữa tiệc làm bánh cupcake để trang trải mọi thứ, từ mua bột đến kem phủ để tạo ra các nhân vật bánh cupcake. Khi cần quảng cáo về các bữa tiệc làm bánh cupcake của mình, Jane đã tìm được cách dễ tiếp cận nhất đối với đối tượng mục tiêu của mình, những bà mẹ địa phương, là thông qua Facebook. Cô ấy có thể đăng những bức ảnh về những chiếc bánh mới làm của mình để bạn bè biết rằng cô ấy đang cung cấp các dịch vụ, không chỉ là lên kế hoạch và tổ chức các bữa tiệc sinh nhật hay các hoạt động ngoài giờ cho trẻ em, mà cả các bữa tiệc đêm cho phái đẹp. Sử dụng Facebook chính là cách nhanh nhất để quảng bá và giới thiệu với mọi người rằng cô ấy có thể mang lại những điều thú vị khi làm bánh nướng cupcake cho họ. Cả thế giới đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và bạn cũng nên như vậy. Bạn sẽ thấy nó đơn giản khi bắt tay vào làm. Đừng quá lo lắng về quá trình này. Hầu hết các bà mẹ có doanh nghiệp riêng đều không biết chắc về cách cập nhật trạng thái của mình trên Facebook, đăng tweet lên Twitter hoặc ghim lên Pinterest khi mới dùng. Nhưng sau một thời gian ngắn dùng thử, họ nhanh chóng thông thạo và bạn cũng vậy. Đối với nhiều người, phương tiện truyền thông xã hội vẫn còn là một bí ẩn. Vì vậy, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một vài ý tưởng đơn giản để bắt đầu chiến dịch và giáo dục về truyền thông xã hội. Bạn có thể làm được nhiều hơn những gì tôi hướng dẫn ở đây khi bạn sẵn sàng. Hãy bắt đầu với vài điều cơ bản và tìm hiểu dần khi bạn sử dụng. Nếu cố tìm hiểu tất cả những gì bạn có thể làm, bạn sẽ bị rối trí. Giờ bạn đã biết đủ để bắt đầu. Các nhiệm vụ tuần 10. Tuần này bạn sẽ lập một trang fanpage trên Facebook, mở một tài khoản Twitter và thiết lập doanh nghiệp của bạn trên Pinterest. Trên mỗi nền tảng, bạn sẽ bắt đầu xây dựng người theo dõi trong tuần này. Bạn cũng cần phác thảo một kế hoạch đăng bài lên các phương tiện truyền thông xã hội ban đầu. Đây là một tuần bận rộn, vì vậy hãy bắt đầu nào. Nhiệm vụ 1. Lập một trang fanpage trên Facebook. Bạn phải làm việc này thông qua trang Facebook cá nhân của mình. Vì vậy, nếu không có tài khoản cá nhân, hãy đăng ký ngay. Đăng ký một trang Facebook cá nhân tại www.facebook.com. Nếu bạn đã có sẵn một tài khoản cá nhân, hãy truy cập www.facebook.com/page để lập một trang fanpage của mình, trang kinh doanh. Có một liên kết ở cột dưới cùng bên trái trên trang cá nhân của bạn để tạo một trang mới. Nó dẫn bạn đến một số lựa chọn. Bạn có phải là doanh nghiệp địa phương hoặc địa điểm, công ty, tổ chức hoặc cơ quan, thương hiệu hoặc sản phẩm. Nhiều khả năng, công việc của bạn có thể được phân loại là một doanh nghiệp địa phương hoặc địa điểm hoặc một thương hiệu hoặc sản phẩm. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chọn danh mục của mình từ menu thả xuống. Nếu bạn không thể tìm thấy một danh mục phù hợp, hãy chọn mục gần giống nhất có thể. Bạn phải lập trang fanpage từ trang cá nhân của mình nếu bạn không phải là người thích dùng Facebook. Đừng lo, bạn có thể cung cấp thông tin tối thiểu trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, trang fanpage cần được bổ sung logo, ảnh, tagline và các thông tin khác về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Facebook sẽ hướng dẫn bạn các bước đơn giản để bắt đầu. Nếu gặp khó khăn, hãy liên hệ với bạn bè hoặc liên hệ với những người thông thạo truyền thông xã hội. Trang fanpage trên Facebook của bạn là phương tiện hoàn hảo để giới thiệu với mọi người về doanh nghiệp mới của bạn. Nhiệm vụ 2. Cập nhật trạng thái. Trên trang fanpage, dưới dòng trạng thái, bạn có thể đăng thông tin về doanh nghiệp của mình. Việc cập nhật trạng thái đầu tiên có thể là một lời giới thiệu về dịch vụ hoặc sản phẩm mới. Thêm một số cập nhật sau đó để khách hàng có thể tương tác với bạn trên Facebook. Họ sẽ thấy một trang hoạt động có rất nhiều bài đăng. Mỗi bài viết nên ngắn gọn và xúc tích, dưới 50 từ. Bạn có thể đăng một liên kết đến một bài viết dài hơn hoặc một nội dung nào đó từ website của mình nếu muốn. Để đăng bài, hãy viết một nội dung nào đó và sau đó thêm một bức ảnh bằng cách sử dụng biểu tượng máy ảnh bên dưới ô trạng thái.
chèn hình ảnh vào mỗi bài. Những người theo dõi thích yếu tố trực quan khi theo dõi bạn. Bạn cũng có thể đặt lịch đăng bài của mình. Vì vậy, nếu bạn muốn đăng bài 3 lần một tuần, nhưng chỉ muốn chuẩn bị tất cả ở các bài viết vào thứ hai, Facebook cho phép bạn làm điều đó bằng cách sử dụng biểu tượng đồng hồ dưới ô trạng thái. Dưới đây là một số ý tưởng về nội dung đăng bài. Giả sử, bạn mới cung cấp dịch vụ dắt chó đi dạo, bạn có thể đăng một số hình ảnh về những chú chó hoặc những nơi bạn dắt chó tới. Hôm nay, đưa Spot đến công viên, thời tiết thật tuyệt vời. Và đính kèm bức ảnh về Spot trong công viên. Nếu bạn làm các sản phẩm từ giấy thủ công, hãy đăng một bức ảnh về thiết kế mới nhất của mình và viết về cảm hứng của bạn. Tấm thiệp này được lấy cảm hứng từ những đám mây tôi nhìn trên đường đi bộ. Đối với dịch vụ hỗ trợ máy tính, hãy đăng một nhiệm vụ mà bạn đã giúp ai đó hoàn thành cùng một lúc với bức ảnh liên quan. Hôm nay giúp một khách hàng cài đặt máy in mới, kèm một bức ảnh chiếc máy in. Dù sản phẩm hay dịch vụ của bạn là gì, hãy sáng tạo, điều này có thể rất thú vị. Bắt đầu đăng cùng một loại nội dung hoặc cùng một nội dung bạn đưa vào bản tin của mình, những lời khuyên và những gợi ý hữu ích liên quan đến chuyên môn hoặc công việc của bạn. Xem những ý tưởng bạn đã đưa ra về blog tiềm năng của mình trong tuần trước, nó có thể được sử dụng trên Facebook. Ghi vào sổ ghi chép. Lập và cập nhật một danh sách các ý tưởng để sử dụng cho các bài đăng trên Facebook cùng với các bức ảnh có thể để đính kèm. Nhiệm vụ 3. Thu hút lượt thích. Số lượt thích chính là số lượng người theo dõi trên Facebook mà bạn có. Vì vậy, càng nhiều lượt thích càng tốt. Đây là những người xem bài viết của bạn. Không phải tất cả là những người thích sẽ xem mọi bài viết của bạn. Bạn có thể phải quảng cáo một bài viết và sẽ mất phí cho việc này. Có 3 cách để thu hút lượt thích khi đăng nhập vào trang fanpage của bạn. Ở trên trang của bạn, hãy chọn mục Build Audience, tăng lượng người theo dõi ở đầu trang. Menu thả xuống này đưa ra cho bạn 3 tùy chọn. Mời các liên hệ qua email, bạn có thể nhập tối đa 5.000 liên hệ. Mời bạn bè, bạn có thể gửi lời mời cho bạn bè trên Facebook, mời họ thích trang của bạn. Và chia sẻ trang, trên trang Facebook cá nhân của bạn, trên dòng thời gian của bạn bè, trong một nhóm hoặc trên trang fanpage mà bạn quản lý. Ngoài 3 công cụ này ở Facebook, còn có nhiều cách khác để tăng lượt thích trên Facebook. Mời bạn bè và gia đình thích trang của bạn. Nếu bạn thường xuyên đăng bản tin, hãy chia sẻ với người đăng ký bản tin về fanpage của bạn. Hãy nhớ đăng thông tin về bản tin của bạn lên Facebook. Một số người dùng thích cập nhật thông tin qua Facebook hơn là qua thư hàng tuần. Hãy đưa nút Facebook vào phần chữ ký email và ở dưới cùng bản tin trên website của bạn. Việc này không bắt buộc vì bạn có thể cần một số liệu biết về kỹ thuật để thiết lập nút này. Ngay cả khi bạn không thêm nút, hãy nhớ đưa tất cả các tài khoản truyền thông xã hội của bạn vào chữ ký email. Ví dụ, hãy ghé thăm website của chúng tôi, hãy đọc blog của chúng tôi, hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter, hãy trở thành fan của chúng tôi trên Facebook. Đưa ra ưu đãi đặc biệt cho người dùng thích bạn. Thích chúng tôi trên Facebook và chú chó của bạn sẽ có thêm 30 phút trong lần đi dạo đầu tiên. Để lại bình luận và bạn sẽ được tặng một chiếc khăn cuốn cổ cho chú chó của mình trong lần đi dạo đầu tiên. Thu hút người theo dõi của bạn. Đặt câu hỏi, bạn có thể làm như vậy ở phần trạng thái. Ví dụ, chú chó của bạn thích đi dạo ở đâu? Đăng một bức ảnh chú chó của bạn với chiếc vòng cổ yêu thích. Hãy chia sẻ một câu chuyện về chú chó của bạn. Mục tiêu của bạn là tạo tương tác với những người theo dõi và với người theo dõi khác trên trang của bạn. Trên đây là những hướng dẫn cơ bản để thiết lập trên Facebook. Hãy bắt đầu và bạn có thể phát triển thêm trong quá trình sử dụng. Nhiệm vụ 4. Tạo tài khoản Twitter. Tiếp theo, hãy tạo một tài khoản Twitter tại www.twitter.com. Tài khoản Twitter được thiết lập theo tên công ty của bạn. Ví dụ, tài khoản Twitter của VentureMom.com là @VentureMom. Nó được gọi là tên người dùng trên Twitter của bạn. Tất cả các tài khoản Twitter đều đứng sau biểu tượng A còng. Hãy nhớ sử dụng tên doanh nghiệp của bạn, chứ không phải tên của bạn, trừ khi hai tên trùng nhau. Bằng cách đó, khi khách hàng tìm kiếm doanh nghiệp của bạn trên Twitter, họ sẽ tìm thấy doanh nghiệp của bạn thay vì bạn.
bạn có thể có một tài khoản Twitter phụ để sử dụng với mục đích cá nhân. Tài khoản Twitter doanh nghiệp chỉ nên dành để đăng các thông tin kinh doanh, không có thông tin cá nhân. Vì vậy, nếu bạn cung cấp dịch vụ dắt chó đi dạo và tên doanh nghiệp của bạn là For the Dogs, tài khoản Twitter của bạn sẽ là @ForTheDogs. Nếu tên người dùng này đã có, hãy thử @ForTheDogs hoặc @ForTheDogsNY hoặc City hoặc NH, v.v. Tên người dùng Twitter của bạn bị giới hạn trong 15 ký tự. Nhiệm vụ 5. Đăng tweet. Đăng một tweet. Khi đăng tweet, bạn cần đưa ra các nội dung ngắn gọn, hữu ích liên quan đến doanh nghiệp của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 140 ký tự cho mỗi tweet. Đối với dịch vụ dắt chó đi dạo, bạn có thể đề xuất một con đường tuyệt vời mà bạn sẽ tính phí. Hôm nay, đưa Spot và Booster đến công viên Granny. Những con đường mòn quá lầy lội nên không thể đi tiếp. @ForTheDogs hoặc @ForTheDogs giảm nửa giá dịch vụ dắt chó đi dạo vào các ngày thứ hai. Hãy gửi email cho chúng tôi để biết thêm chi tiết hoặc để đọc một bài viết hữu ích về cách giúp những chú chó giải nhiệt vào mùa hè, hãy truy cập vào. Trên địa chỉ web có thể tìm thấy bài viết. Cast Tweet sẽ xuất hiện trên bản tin của người theo dõi bạn. Nếu những người theo dõi bạn cũng theo dõi hàng trăm người khác, tweet của bạn có thể sẽ bị trôi qua rất nhiều lần. Vì vậy, hãy đăng thường xuyên, đăng cùng một tweet nhiều lần. Nếu bạn muốn nói với những người theo dõi về việc giảm nửa giá vào các ngày thứ hai, bạn có thể đăng tweet đó 4 lần một ngày. Nếu tweet của bạn cụ thể hơn, từ thời tiết hiện tại đến những con đường đi dạo, bạn có thể đăng 2 giờ một lần trong một ngày sau khi bạn đi dạo với những chú chó của mình. Nhiệm vụ 6. Thu hút người theo dõi Twitter. Đối với Twitter, hãy theo dõi những người có cùng sở thích. Ví dụ, nếu bạn cung cấp một sản phẩm dành cho trẻ em, hãy theo dõi những người dùng Twitter là các bà mẹ. Hãy truy cập twitter.com/search và nhập từ khóa mẹ vào thanh tìm kiếm. Bạn sẽ ngạc nhiên đấy. Bạn có thể kiếm các danh sách tweet trên Twitter có cùng khuynh hướng để theo dõi bằng cách sử dụng các từ khóa trong thanh tìm kiếm, ví dụ đai thắt lưng hay bánh cupcake. Không phải tất cả các tweet sẽ xuất hiện liên quan đến bạn, nhưng đây là một cách dễ dàng để tìm kiếm thấy những người có cùng mối quan tâm. Twitter cũng sẽ gợi ý bạn các khả năng về những người dùng tweet có cùng khuynh hướng để theo dõi. Phép lịch sự phổ biến trên Twitter là theo dõi người mà theo dõi bạn. Dành khoảng 15 phút mỗi ngày để đăng tweet và tìm người để theo dõi. Có một nghệ thuật xây dựng người theo dõi trên Twitter mà bạn cần sáng tạo với các tweet của mình. Theo dõi ai đó trong lĩnh vực của mình và xem những gì họ tweet. Sau đó lập kế hoạch riêng của bạn để thu hút người theo dõi và khách hàng tiềm năng. Twitter cũng là một công cụ tuyệt vời để kết nối với truyền thông, các tờ báo địa phương, tạp chí, chương trình tin tức. Hãy theo dõi những người viết blog trên Twitter, những người liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Ghi vào sổ ghi chép. Ghi lại các ý tưởng trên Facebook và Twitter mà bạn thấy người khác sử dụng và lập một danh sách các mục bạn muốn đăng và tweet. Nhiệm vụ 7. Lập Pinterest. Pinterest là một trang web để thiết kế lập các bảng ảnh và chia sẻ với những người dùng khác. Các bảng trên Pinterest của bạn cũng có thể thu hút người theo dõi. Vì vậy, đó là cách để kết nối trực quan với người theo dõi. Giả sử bạn là người bán hoa, Pinterest là một nơi tuyệt vời để đăng các sản phẩm của bạn. Trên thực tế, bất cứ thứ gì bạn làm ra đều có thể được lưu trên Pinterest. Những người theo dõi có thể muốn xem những gì bạn đăng và bạn có thể cho phép người khác đăng lên bảng của mình. Bạn nên lập tài khoản theo tên doanh nghiệp của mình. Để đăng ký một trang kinh doanh, hãy truy cập www.pinterest.com. Bạn có thể cài đặt các bảng khác nhau tùy thuộc vào những gì bạn muốn ghim và những gì bạn muốn người khác ghim trên bảng của mình. Bạn cần tương tác với những người theo dõi Pinterest. Trong ví dụ về người bán hoa, bạn có thể cài đặt bảng thể hiện các sản phẩm cắm hoa của mình, một bảng thể hiện các sản phẩm cắm hoa của bạn trong nhà của khách hàng.
các sản phẩm cắm hoa của những người bán hoa khác mà bạn thích, những mẫu trang trí trong nhà trên các tạp chí, những ý tưởng là vô tận. Khi cài đặt bảng và đặt tên cho chúng, hãy ghi nhớ từ khóa tìm kiếm. Mọi người sẽ vào Pinterest và tìm kiếm để tìm ghim. Vì vậy hãy tự hỏi, nếu muốn tìm kiếm một dịch vụ, sản phẩm tương tự như của mình sẽ nhập từ khóa gì để tìm? Sau đó, sử dụng các từ khóa này để đặt tên cho bảng của bạn. Điều này sẽ đảm bảo rằng mọi người sẽ nhìn thấy ghim của bạn khi họ tìm kiếm. Ví dụ, các sản phẩm cắm hoa, hoa ở nhà, hoa tôi thích, vân vân. Nếu bạn là một nhà tạo mẫu, cho dù là nhà tạo mẫu quần áo, bài trí nhà hoặc tủ sách, hãy chụp ảnh công việc của bạn và ghim chúng lên Pinterest. Nếu bạn đi du lịch, hãy thiết lập bảng cho mỗi chuyến đi của mình. Pinterest giống như những cuốn sổ lưu niệm. Hãy nhớ lại những niềm vui trước kia ra sao. Việc này cũng tương tự, nhưng những người khác cũng có thể ghim vào bảng của bạn. Tôi sẽ lấy ví dụ từ công việc kinh doanh của mình. Venturemom.com có nhiều bảng trên Pinterest. Có bảng về các dịch vụ, thực phẩm và đồ uống, các sản phẩm thời trang. Bạn có thể truy cập bảng Pinterest của tôi để xem cách nó hoạt động. Khi bạn bắt đầu dùng Pinterest, rất khó để dừng lại. Hãy theo dõi những người dùng Pinterest khác liên quan đến doanh nghiệp của mình. Những người viết blog cũng là đối tượng rất tuyệt để theo dõi. Ghim lại những bài ghim của người khác trên tường của bạn và họ sẽ nhận được thông báo. Sau đó, họ có thể ghim bảng của bạn. Bạn thậm chí có thể tạo một bảng nhóm để có được tương tác nhiều hơn. Bảng ở một nhóm hoặc một cộng đồng giống như một bảng thông thường, ngoại trừ những người khác được phép ghim. Khi tạo bảng nhóm, bạn thêm những người bạn muốn bằng email hoặc tên Pinterest của họ. Bạn phải theo dõi họ trước khi có thể thêm. Xin nhắc lại, việc này có thể hơi phức tạp, nhưng tôi muốn bạn bắt đầu lập một bảng. Vì vậy, nhiệm vụ của tuần này là đăng ký tài khoản và tạo một bảng và ghi một ảnh. Nhiệm vụ 8. Chuẩn bị một kế hoạch truyền thông xã hội. Bạn có thể cần kế hoạch về nội dung và thời gian đăng bài. Nhiệm vụ này có thể được thực hiện sang các tuần sau hoặc sau tuần 12, nhưng các phương tiện truyền thông xã hội cần được thiết lập và chuẩn bị sẵn. Kế hoạch của bạn có thể mất ít hơn 1 giờ hoặc 1 tuần để thực hiện. Bạn có thể đăng ký Hootsuite hoặc một trong những dịch vụ đăng bài trên các phương tiện truyền thông xã hội khác. Xem phần tài liệu ở cuối cuốn sách này để đăng bài, ảnh lên tất cả các phương tiện truyền thông xã hội. Một dịch vụ như thế này cung cấp cho bạn khả năng lên lịch trước các bài viết, ảnh có ở tất cả các nền tảng truyền thông xã hội. Khi phát triển kế hoạch, hãy pha trộn các bài viết khác nhau. Ví dụ, đặt câu hỏi, thăm dò ý kiến, đăng hình ảnh bạn đang làm việc, thêm một lời chứng thực, sau đó hỏi xem có ai muốn chia sẻ điều gì không, đăng một cuộc thi hoặc một buổi quyên góp, đăng một điều gì đó hài hước, đăng một điều gì đó cá nhân, có thể là hình ảnh gia đình bạn, bạn chính là thương hiệu của mình. Vì vậy, mọi người thích nhìn vào cuộc sống của bạn để kết nối với bạn. Đăng một đề nghị đặc biệt. Có rất nhiều loại bài đăng, nhưng đây mới chỉ là một vài kiểu định hướng cho bạn. Ghi vào sổ ghi chép. Lập một danh sách các tài khoản truyền thông xã hội và ý tưởng của bạn để đăng bài, bao gồm cả hình ảnh. Phác thảo lịch đăng bài lên các tài khoản khác nhau của bạn. Các thông tin cần xử lý là rất nhiều, đừng để bị choáng ngợp. Nhiệm vụ của bạn trong tuần này là lập fanpage trên Facebook, tài khoản Twitter và tài khoản Pinterest và đăng bài, ảnh lên từng mạng xã hội này. Câu chuyện thành công về phương tiện truyền thông xã hội. Ở đầu chương này, bạn đã biết cách Jane Benson xây dựng doanh nghiệp của mình bằng việc sử dụng Facebook. Trong những câu chuyện sau đây, bạn sẽ tìm hiểu cách ba bà mẹ kinh doanh khác sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để phục vụ cho các doanh nghiệp của họ. Within Vision is Success, Carrie Linnell và Amy Rao. Khi Carrie và Amy giúp một người bạn tổ chức một buổi bán hàng thanh lý, họ thấy hứng thú khi phát triển một doanh nghiệp liên quan tới nó. Cả hai đều có kinh nghiệm xử lý đồ nội thất, vải và nghệ thuật, vì vậy ý tưởng này rất phù hợp. Giới thiệu là một phần quan trọng trong sự phát triển của họ ngay từ ban đầu. Nhưng Facebook lại trở thành cách lý tưởng
để thúc đẩy doanh số và giới thiệu các mặt hàng được cung cấp. Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi lũ trẻ của họ, Hailey và Bailey, có một buổi hẹn. Carrie Daniel và Amy Rell tâm đầu ý hợp với nhau và kết thúc buổi nói chuyện trong 3 tiếng. Họ chia sẻ về việc muốn bắt đầu kinh doanh gì đó và nhận ra cả hai đều thích bán hàng thanh lý, đồ cổ và săn tìm đồ thừa kế. Amy lớn lên cùng cha, người đã kéo cô ấy đến các buổi bán hàng ở Grant và bán sạch gia tài, Essex, khi cô ấy còn nhỏ. Và cô ấy cũng có kiến thức về dệt may thông qua công việc của mình với Laura Alley. Mẹ Carrie mở một phòng trưng bày nghệ thuật khi cô ấy học đại học và khi sống ở London. Đồ cổ là một phần cuộc sống của cô ấy. Cô ấy dành hàng giờ tại các hội chợ và cửa hàng đồ cổ ở đó. Cuộc sống nhanh chóng thay đổi khi cô ấy có con và quản lý các buổi bán hàng thanh lý riêng của họ. Một người bạn biết cả hai là những người am hiểu về bán hàng thanh lý, nên nhờ Carrie và Amy giúp bán đồ của mình trên eBay. Nhưng vì người bạn này có quá nhiều thứ để bán, họ quyết định tổ chức một buổi bán hàng thanh lý cho cô ấy. Amy và Carrie thấy rất thú vị và họ biết ngay đây chính là công việc của họ. Người nọ nói với người kia và khi mọi người hỏi họ làm gì, câu trả lời của họ là: "Chúng tôi làm bất cứ điều gì để giúp dọn dẹp một ngôi nhà, chuyển đồ, dọn đồ, sắp xếp phòng, bất cứ việc gì trong phạm vi có thể." Carrie và Amy quyết định lấy đó làm tên công ty khi hai người thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn Within Vision Assets, nghĩa là bán sạch gia tài trong phạm vi có thể. Sau khi thiết lập một chiến lược quảng bá và mô hình kinh doanh, Amy và Carrie đã tạo được lợi nhuận với lần bán hàng đầu tiên vào tháng 7 năm 2011. Mô hình rất đơn giản. Họ sẽ nhận được 1% hoa hồng trên tổng doanh thu từ các mặt hàng được bán trong mỗi lần. Kế hoạch tiếp thị trong giai đoạn đầu của họ chủ yếu là gửi bưu tiếp cho những chủ nhà đang muốn bán nhà. Nhờ đó, họ kiếm được rất nhiều việc. Họ tìm thấy địa chỉ trên các trang web bất động sản và sau đó tìm tận đến từng nhà. Họ cũng khẳng định với giới bất động sản rằng họ luôn sẵn sàng tổ chức các buổi bán sạch gia tài. Facebook trở thành công cụ hỗ trợ tự nhiên cho kế hoạch của họ vì nó cho phép họ tiếp cận với nhiều đối tượng hơn và họ có thể đăng bài về các buổi bán hàng sắp được thực hiện nhiều lần trong tuần trước khi diễn ra sự kiện. Để tăng lượng người theo dõi, họ nhờ bạn bè theo dõi trên Facebook và đưa liên kết Facebook vào mỗi email gửi đi. Để quảng bá nhiều hơn, họ đăng các mặt hàng được khuyến mãi trên trang fanpage Facebook. Chúng tôi đăng ảnh về những mặt hàng sẽ được bán. Điều này giúp cho mọi người hào hứng khi đến. Facebook giúp họ vươn xa hơn và là một cách tuyệt vời để họ nhắm đến đối tượng của mình. Và ở mỗi buổi bán hàng, họ phát những tấm bưu thiếp có thông tin của mình. Những người tham dự có thể chưa bao giờ nghe nói về họ là đối tượng phù hợp nhất. Khi được hỏi về sự cạnh tranh, họ chia sẻ: "Có một hoặc hai công ty làm tương tự, nhưng hóa ra chúng tôi lại là những cô gái kinh doanh kiểu này tốt nhất." Tự nhận thấy khả năng định giá mọi thứ rất cạnh tranh, nên nhờ đó họ bán được nhiều hơn và kiếm được nhiều tiền hơn cho khách hàng. Carrie và Amy thực hiện nghiên cứu và rất sành về việc bán mọi thứ ra sao. Từ chiếc tủ có ngăn cổ xưa đến bộ đồ sứ Weirwood. Amy nói, "Đó là một công việc thực sự khó khăn, nhưng chúng tôi luôn tươi cười và mỗi buổi bán hàng luôn có những nét riêng." Với thời gian thực hiện là 2 tuần trong trường hợp thuận lợi nhất, Carrie và Amy chuẩn bị cho việc bán hàng bằng cách nghiên cứu, định giá và bán các mặt hàng với giá tốt nhất. Các buổi bán hàng thường diễn ra trong 2 ngày, thứ 6 và thứ 7. Được bán sạch trong vài tuần, Within Vision luôn gặt hái được thành công. Điểm cần nhớ: Facebook giúp Within Vision dễ dàng nhắc nhở những người theo dõi về các buổi bán hàng sắp diễn ra mà không mất phí. Hãy làm tương tự với doanh nghiệp của bạn nếu bạn sắp tổ chức các sự kiện. Hãy sử dụng trang fanpage Facebook để chia sẻ tất cả những điều liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Peter Beaton Studio, Darcy Gritch. Darcy Gritch bắt đầu với một mặt hàng và tạo ra một thương hiệu. Khi cô ấy đội chiếc mũ được làm bằng rơm đến một sự kiện và nhận được nhiều lời khen ngợi, Darcy nhận ra rằng cô ấy có thể tạo ra một doanh nghiệp.
Sau khi nghiên cứu, cô ấy bắt đầu dòng sản phẩm của mình và phát triển từ đó. Phương tiện truyền thông xã hội trở thành một công cụ để xây dựng thương hiệu cho Peter Beaton Studio. Mặc dù phải mất hơn 12 tuần để có được vị trí như ngày hôm nay, nhưng cô ấy chỉ mất một thời gian ngắn để đi từ ý tưởng đầu tiên đến lần bán hàng đầu tiên. Darcy Gritch, chủ sở hữu của Peter Beaton Studio, sống một cuộc sống trọn vẹn. Như nhãn hiệu ghi trên đôi giày đi mưa của cô ấy, Leave a trail worth following, tạm dịch, hãy để lại dấu chân đáng để đi theo. Và cô ấy đã làm như vậy. Cuộc sống như một doanh nhân của Darcy bắt đầu từ khi cô ấy tự làm ra một chiếc mũ cho mình và thu hút sự chú ý từ hàng chục người phụ nữ khác. Từ đó, cô ấy nhìn thấy một phân khúc thị trường thích hợp cho sản phẩm của mình và bắt đầu quá trình tìm hiểu những điều cần thiết để sản xuất ra những chiếc mũ rơm cổ điển mà sẽ trở thành thương hiệu của mình. Từ chiếc mũ đầu tiên đó, cô ấy tiếp tục xây dựng một loạt các thương hiệu bao gồm Henry Banner, Neiman Marcus, Bernays, Nordstrom và hai thương hiệu First Ladies. Trong vòng 4 năm, từ một nữ doanh nhân thiếu kinh nghiệm với niềm đam mê mũ nón, cô ấy trở thành một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm và thành công. Toàn bộ triết lý của tôi là chuyên về một sản phẩm và phải chuyên sâu. Đó là cách để nổi bật trong đám đông, Darcy gợi ý. Darcy chuyển đến Nantucket năm 1995 cùng với con trai để tìm một ngôi nhà có thể gắn bó lâu dài cho gia đình với công việc kinh doanh đang phát triển của mình. Kể từ đó, Peter Beaton Studio, cái tên bắt nguồn từ tên hai con trai của cô ấy, được mở rộng với việc cung cấp một loạt trang phục cổ điển phù hợp với phong cách New England mang tính biểu tượng của đảo Nantucket. Những chiếc túi xách làm bằng rơm giống như chiếc mũ đặc trưng của cô ấy, chiếc áo sơ mi sọc hình phù thủy cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn phiên bản giày Wellington. Facebook hóa ra là nền tảng hoàn hảo để Darcy quảng bá nhiều khía cạnh kinh doanh của mình. Darcy quảng cáo các đợt bán hàng trong cửa hàng của mình, đăng thông tin về các hoạt động đang diễn ra ở Nantucket và giới thiệu nhiều mục đích từ thiện. Cô ấy tham gia tích cực vào các nhóm có các thành viên là chủ cửa hàng ở Nantucket và sử dụng trang fanpage Facebook của mình để quảng bá về các sự kiện và hoạt động của họ. Thông qua Facebook, Darcy không chỉ đưa mọi người tới hòn đảo nơi cô sinh sống, mà còn đưa khách hàng tới cửa hàng của mình. Bằng cách xây dựng thương hiệu trên trang fanpage, đăng bài thường xuyên và kết nối với các doanh nghiệp địa phương khác, cô ấy đã xây dựng được một thương hiệu có thể nhận ra ngay lập tức. Và nếu như công việc kinh doanh của Darcy phát triển theo thời gian, thì đơn hàng đầu tiên, một chiếc mũ giống với chiếc cô ấy tự làm ra để đội, đã tới chỉ sau 12 tuần kể từ khi ý tưởng kinh doanh của cô ấy ra đời. Điểm cần nhớ. Đối với Darcy, việc tập trung vào một mặt hàng, sau đó mở rộng dòng sản phẩm là chìa khóa thành công. Hãy sử dụng phương tiện truyền thông xã hội như một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu của bạn, tăng lượng người theo dõi và khách hàng như cách Darcy đã làm. Đưa ra những thông tin thú vị về các sự kiện tại địa phương cho người theo dõi biết, điều này sẽ giúp tăng lượng người theo dõi. Wild Math Jerry, Tracy Heyman. The Open Sea tại Henry Bendy đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho Tracy Heyman và dòng trang sức của cô ấy. Việc đến dự sự kiện lúc 4 giờ sáng đã giúp cô ấy được chọn để bán tại cửa hàng. Từ đó, cô ấy vươn ra các cửa hàng trên khắp đất nước. Tracy tích cực sử dụng Twitter và Facebook để cập nhật thông tin cho người hâm mộ. Tracy Heyman có cảm giác mãnh liệt về việc tạo ra dòng trang sức của mình. Khi bạn toàn tâm toàn ý với những gì mình làm, bạn biết mình đã đi đúng đường. Trong công việc trước đó ở lĩnh vực tiếp thị đồ uống, Tracy biết được rằng diện mạo và cảm nhận về thiết kế và bao bì rất quan trọng đối với sự thành công của một sản phẩm. Cô ấy hiểu được rằng một món đồ trang sức độc đáo kết hợp với áo phông trắng và quần jean có thể thay đổi toàn bộ diện mạo của một bộ trang phục đơn giản như vậy ra sao. Tôi thích tư vấn thời trang cho bạn bè và thấy mình muốn tạo ra các món đồ trang sức để hoàn thiện diện mạo mà chúng tôi muốn có được. Sau khi tìm nguồn cung ứng nguyên liệu và phát triển dòng sản phẩm của mình, cô ấy bắt đầu trưng bày các sản phẩm tại các trang show và cửa hàng bán đồ lễ hội để xây dựng nhận thức
về thương hiệu của mình và có được đơn hàng đầu tiên. Nhưng chính điều đó đã khiến cho Henry Bendel thực sự mở mang tầm mắt. Họ có một nơi gọi là OpenSea, nơi bạn có thể giới thiệu dòng sản phẩm của mình cho khách hàng của họ tại một trang show ở cửa hàng. Tôi xuất hiện lúc 4 giờ sáng và đứng thứ 9 trong dòng người cuối cùng kéo xuống đại lộ số 5. Thật tuyệt vời khi thấy những gì mọi người trình bày, và tôi đã học được rất nhiều điều khi nói chuyện với những người tới đó để chào hàng. Trong quá trình này, các nhà cung cấp có 90 giây để kể về câu chuyện của họ cũng như thể hiện các sản phẩm của mình. Cô ấy rất ngạc nhiên vì dòng trang sức Chase đã được chọn. Họ nói, chúng tôi rất thích nó, chị được tham gia, và tôi không thể tin được điều đó. Sự bỏ phiếu tín nhiệm này đã mang lại cho Chase những điều cô ấy cần để tiến về phía trước. Tiếp cận với các cửa hàng địa phương và cửa hàng thiết kế nhà ở là đơn hàng đầu tiên của cô ấy. Việc này cũng bao gồm quảng bá sản phẩm và trực tiếp ghé thăm các cửa hàng và các tiệm, đầu tiên là ở khu vực địa phương và sau đó là ở các nơi khác. Thông qua sự thúc đẩy ban đầu này, dòng sản phẩm của cô ấy ngày càng trở nên nổi tiếng. Hiện tại, nó được phân phối tại các cửa hàng trên toàn quốc. Đối với Chase, việc giữ liên lạc với người hâm mộ là rất quan trọng, và Twitter chính là một kênh để thực hiện điều này. Kế hoạch đăng bài rất đơn giản, đăng lên tất cả các mạng xã hội về các trang show, các sản phẩm mới, các đợt bán hàng, báo chí, bất cứ điều gì về hoạt động kinh doanh của cô ấy. Sử dụng Facebook, Pinterest và Twitter giúp cô ấy cập nhật thông tin cho khách hàng về cô ấy, hoạt động kinh doanh và các đồ trang sức của cô ấy. Khi thương hiệu bắt đầu xây dựng, Chase gặp một số khó khăn ngày càng lớn và xem xét việc thuê nhân viên bán thời gian để đáp ứng nhu cầu về đồ trang sức. Hai cậu con trai của cô ấy thi thoảng cũng giúp mẹ sản xuất bằng cách đánh bóng và đóng gói. Tôi thích dạy chúng về việc điều hành một doanh nghiệp nhỏ và cho rằng đó là một trải nghiệm học hỏi tuyệt vời đối với chúng. Cảm hứng của Chase đến từ những chuyến đi và cô ấy hy vọng sẽ mở rộng kinh doanh hơn nữa để tìm ra những nguyên liệu độc đáo để sử dụng trong các thiết kế của mình. Chase biết cô ấy đã lựa chọn đúng con đường kinh doanh vì hiện giờ cô ấy vẫn cảm thấy đam mê với công việc tạo ra đồ trang sức giống như khi cô ấy bắt đầu. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi bắt gặp một người phụ nữ đeo món đồ do tôi làm ra. Điểm cần nhớ: nếu thích những gì bạn làm, bạn có khả năng thành công hơn và làm với năng lượng sáng tạo của mình tốt hơn. Đăng bài một cách thường xuyên trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội để tăng lượng người theo dõi. Các mặt hàng mới, các đợt bán hàng và sự kiện đều có thể được chia sẻ trên Twitter. Tuần tới, bạn sẽ tìm hiểu nhiều hơn về các mạng xã hội, sẽ gặp gỡ mọi người và tham dự các cuộc gặp gỡ để tiếp cận đối tượng mục tiêu của mình. Tóm tắt chương 10: hãy sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội Facebook, Twitter, Pinterest để quảng bá cho doanh nghiệp của bạn. Lên kế hoạch về nội dung và thời gian đăng bài. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 11, tuần 11, tạo kết nối trong đời sống thực. Khi nhận thấy một xu hướng mới trong một doanh nghiệp cũ, cô ấy đã chộp lấy cơ hội. Caterina Di Lorenzo luôn đam mê làm bánh và thường được bạn bè nhờ cung cấp bánh cho các bữa tiệc của họ. Nhưng khi cô ấy nhận thấy rằng những chiếc bánh hình kẹo mút, cake pop trở nên nổi tiếng, cô ấy đã thu thập các nguồn nguyên liệu và bắt đầu thử nghiệm. Bắt đầu với những hương vị cổ điển, vani, sô-cô-la, red velvet, nhung đỏ và cà rốt. Khi mời gia đình và bạn bè nếm thử những chiếc bánh này, họ đều khen rất ngon. Cô ấy cần tìm một số đơn đặt hàng. Caterina cần quảng bá cho sản phẩm của mình và thấy rằng việc kết nối trực tiếp với đối tượng mục tiêu chính là chìa khóa. Cô ấy tham gia một số nhóm cho các bà mẹ tại địa phương trong cộng đồng của mình. City Moms, Moms of Lover Freer Country và No Drama Mamas and Papas of Freer Country. Cô ấy chia sẻ ý tưởng kinh doanh của mình
với đối tượng mục tiêu tại các cuộc gặp mặt của các nhóm này và cũng hỗ trợ họ bằng cách quảng cáo test cake pops trong các bản tin của họ. Khi nhu cầu bánh hình kẹo mút ngày càng tăng, số trang tin tức địa phương đã đưa tin về câu chuyện của Kate. Các đơn đặt hàng xuất hiện, Katerina chuyển sang Facebook để tăng lượng theo dõi. Bằng cách tập trung vào một món đồ thịnh hành, khách hàng đã gọi tới cô ấy. Kate Cake Pops vẫn chưa có website, nhưng bằng cách kết nối trực tiếp và tham gia Facebook, Katerina nhận được các đơn đặt hàng từ khắp cả nước. Bạn đã sẵn sàng để gặp gỡ những người mới, khách hàng ở khắp mọi nơi, tạo kết nối thông qua các nhóm có khách hàng mục tiêu của bạn có thể sẽ rất vui và thú vị. Các nhóm này cho phép bạn phát triển tất cả các nhóm liên hệ và bạn bè mới, tìm kiếm khách hàng và đối tác. Các nhiệm vụ tuần 11. Đã đến lúc mang sản phẩm của bạn xuống phố, cho dù là gặp gỡ những người cùng xếp hàng gia hạn bằng lái xe hoặc trò chuyện với những người phụ nữ trong lớp tập thể dục, hãy luôn sẵn sàng kết nối. Nhiệm vụ 1. Lập quảng cáo thang máy. Phác thảo quảng cáo thang máy, nơi bạn nói với mọi người những gì bạn làm trong vòng chưa đầy 30 giây. Hãy dành thời gian cho việc này và thực hành với gia đình, bạn bè hay tự thực hành trước gương. Sau khi ai đó nghe lời quảng cáo thang máy của bạn, họ có thể sẽ nói với người khác việc bạn làm. Hãy nhớ nói rõ về những gì bạn cung cấp. Chú thích: quảng cáo thang máy là mô tả ngắn gọn về ý tưởng, sản phẩm, công ty hoặc bản thân giải thích khái niệm theo cách sao cho bất kỳ người nghe nào cũng có thể hiểu nó trong một khoảng thời gian ngắn. Hãy tưởng tượng bạn đang xếp hàng chờ với những bà mẹ khác khi đang đăng ký học bơi. Bạn bắt chuyện với những người phụ nữ trước mặt và cuộc trò chuyện chuyển hướng sang những gì bạn làm. Bạn là một huấn luyện viên chó và không có quảng cáo thang máy, thì hãy nói một điều tương tự như tôi là người huấn luyện chó, bạn biết đấy. Ví dụ như ngồi, đứng lên, tôi yêu những chú cún con, chúng rất dễ thương. Thật vui khi ở gần chúng, đơn giản là tôi thích việc đó. Không có nhiều thông tin. Vậy còn, tôi có một công việc huấn luyện chó của riêng mình. Tập trung vào việc huấn luyện những chú chó con đi vệ sinh đúng chỗ quy định và dạy chúng cách tuân thủ các mệnh lệnh cơ bản như ngồi, đứng im và đi. Hầu hết những người chủ của những chú chó con vừa mới nuôi phải vật lộn với việc huấn luyện chúng. Và dịch vụ của tôi giúp họ vượt qua những tháng đầu khó khăn. Tên công ty của tôi là Lucky Star Training. Bạn có thể tìm hiểu tất cả thông tin trên website của tôi, luckystartraining.com. Tôi có thể gửi chị danh thiếp của mình được không? Câu trả lời rất có thể là tôi có rất nhiều người bạn có thể cần đến chị. Hoặc tôi sẽ nuôi một chú cún con vào tháng tới, tôi có thể gọi cho chị không? Dưới đây là một ví dụ khác. Một người phụ nữ đang xếp hàng hỏi bạn làm gì và bạn nói: tôi có một doanh nghiệp tổ chức các buổi bán hàng thanh lý ở 3 khu vực bang. Nó gọi là The Total Tank Shed. Hầu hết khách hàng của tôi là những người chuyển nhà, thu hẹp nhà ở hoặc bán sạch tài sản. Hãy truy cập website của tôi, thetotaltankshed.com. Câu trả lời đó thực sự chỉ mất chưa đến 30 giây, nhưng bạn có thể truyền đạt những gì bạn làm điều đó cho ai và thông tin liên hệ của bạn. Hoặc, tôi tự kinh doanh bánh cupcake, bán những chiếc bánh cupcake độc đáo cho các bữa tiệc với mọi quy mô, từ những bữa tiệc sinh nhật của trẻ nhỏ cho đến những sự kiện từ thiện lớn. Tôi đặt tên cho doanh nghiệp của mình là Crafty Cupcakes và bạn có thể thấy những sản phẩm của tôi trên trang Facebook hoặc website craftycupcakes.com. Sau phần giới thiệu nhanh về doanh nghiệp, hãy nhớ đưa ra danh thiếp của bạn. Hãy tìm cách để làm cho quảng cáo thang máy của bạn bình thường và gần gũi. Mục tiêu của một lời quảng cáo thang máy là chắt lọc được mô tả về công việc kinh doanh của bạn thành một hoặc hai câu đơn giản. Ghi vào sổ ghi chép, phác thảo quảng cáo thang máy của bạn, viết đi viết lại cho đến khi cảm thấy nó tự nhiên và gần gũi khi bạn thực hành với gia đình và bạn bè. Hãy thực hành giới thiệu với gia đình và bạn bè. Hãy cùng xem xét kỹ hơn các yếu tố chính của quảng cáo thang máy. Quảng cáo thang máy của bạn cần giải quyết: vấn đề, những gì cần sửa chữa; giải pháp, những gì bạn làm; bạn làm điều đó cho ai; làm thế nào họ có thể tìm thấy bạn. Khi một bà mẹ mà bạn từng nói chuyện trực tiếp tìm kiếm trực tuyến về The Total Tank Shed hoặc Crafty Cupcakes, cô ấy sẽ tìm thấy bạn. Điều này quay trở lại lý do tại sao có một cái tên đầy mô tả, hấp dẫn
mà mọi người sẽ nhớ tới là điều quan trọng và tại sao bạn cần một website, ngay cả khi nó chỉ là một trang cung cấp thông tin liên lạc của bạn. Hãy phát triển quảng cáo thang máy của bạn và thực hành nó. Nhiệm vụ 2. Nhờ giới thiệu. Đừng đánh giá thấp kỹ thuật tiếp thị lỗi thời là truyền miệng. Nó cực kỳ có hiệu quả. Trên thực tế, nhiều bà mẹ mà tôi đã phỏng vấn hoàn toàn không làm gì để tiếp thị bản thân và có một doanh nghiệp hoạt động chỉ thông qua giới thiệu truyền miệng. Vì vậy, tuần này, nếu đang có khách hàng, hãy nhờ những khách hàng hài lòng giới thiệu về bạn cho bạn bè của họ. Bạn thậm chí có thể giảm giá cho khách hàng hiện có nếu một trong những người bạn của họ trở thành khách hàng của bạn. Ví dụ, nếu bạn là người huấn luyện chó, hầu hết khách hàng gọi tới khi họ mới mua chó và sử dụng dịch vụ của bạn chỉ trong một vài buổi. Cơ sở khách hàng của bạn liên tục thay đổi và lúc nào cũng cần tìm khách hàng mới. Khi bạn hoàn thành việc huấn luyện chó cho các khách hàng, hãy nói rằng nếu họ giới thiệu ai đó sử dụng dịch vụ của bạn, họ sẽ nhận được một túi quà có đầy những món ăn ngon cho chó, hoặc một buổi huấn luyện 30 phút miễn phí, hoặc một số phần thưởng khác vì đã giới thiệu bạn với bạn bè của họ. Nếu bạn chưa có khách hàng, hãy nhờ bạn bè và gia đình giới thiệu. Tặng một số đồ có giá trị hoặc tiền thưởng. Hãy sáng tạo. Bạn có thể tặng thẻ quà tặng Starbucks cho thành viên đầu tiên trong gia đình tìm được khách hàng cho bạn. Ghi vào sổ ghi chép. Hãy theo dõi các đơn đặt hàng được tạo ra bởi lời giới thiệu truyền miệng. Nếu bạn đưa ra một ưu đãi, nó có tạo ra sự khác biệt không? Những ưu đãi nào có tác dụng, những ưu đãi nào thì không? Nhiệm vụ 3. Trở thành thành viên. Bằng cách tham gia các nhóm, bạn sẽ mở rộng phạm vi những người có thể trở thành khách hàng. Và nó không chỉ là những người trong nhóm. Họ có bạn bè, có thể là khách hàng hoặc đối tác của bạn. Hầu hết các thị trấn có nhiều nhóm khác nhau về tất cả mọi lĩnh vực. Từ những người nuôi chó, những bà mẹ mới sinh, những người chạy bộ, cho đến những doanh nhân, tất cả ở ngoài đó. Nhiều nhóm gặp nhau thường xuyên. Hãy tìm các nhóm trong khu vực của bạn, thông qua phòng thương mại, thư viện địa phương và website. Kiểm tra các hiệp hội phụ nữ, các nhóm trường học và các nhóm cựu sinh viên, bạn có thể có được vài thông tin. Tìm kiếm một nhóm có các thành viên là đối tượng mục tiêu của bạn. Nếu có thể, hãy tham gia và trở thành thành viên tích cực. Có thể một tổ chức từ thiện được điều hành bởi các bà mẹ địa phương sẽ sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm của bạn. Các nhóm cho các bà mẹ ở khắp mọi nơi và là nơi tuyệt vời để kết nối và chia sẻ thông tin về doanh nghiệp của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng bạn cần thực sự quan tâm đến việc trở thành thành viên của nhóm và có thể sẵn sàng đóng góp cho nhóm ngoài mục đích kết nối để kinh doanh. Điều quan trọng là bạn thực sự quan tâm đến mục đích của nhóm. Tham gia một nhóm doanh nhân, mặc dù các thành viên trong nhóm có thể không phải là khách hàng của bạn, nhưng đó là một cách tuyệt vời để nhờ vả và tìm các đầu vào. Hãy tìm kiếm các cuộc gặp gỡ mà bạn quan tâm. Meetup.com là một dịch vụ trực tuyến kết nối những người có cùng sở thích với nhau. Ghé thăm trang web và bắt đầu. Bạn sẽ gặp những người trong cùng lĩnh vực, chia sẻ ý tưởng và nhận được hỗ trợ. Tìm các cuộc gặp gỡ mà đối tượng mục tiêu của bạn cũng tham gia. Nếu bạn thực sự siêng năng, có thể bạn tham dự 3 nhóm kết nối một ngày. Nhưng tôi khuyên bạn nên bắt đầu thử một vài nhóm để tìm ra những buổi gặp gỡ mang lại giá trị nhất cho bạn. Hãy nhớ chuẩn bị sẵn lời quảng cáo thang máy của mình. Thường thì, đối với các nhóm được lập ra để tạo kết nối, từng thành viên sẽ được mời tự giới thiệu và chia sẻ về những gì họ làm. Hãy mang theo nhiều danh thiếp một chút. Những người tham dự khác có mặt tại đó là để gặp gỡ bạn và trao đổi danh thiếp. Những liên hệ mới này nên được thêm vào danh sách email của bạn để giữ liên lạc. Họ có thể không trở thành khách hàng của bạn, nhưng bạn bè của họ thì có thể. Ghi vào sổ ghi chép, lập một danh sách các nhóm kết nối có thể. Nếu tham dự, hãy ghi chú lại những nhóm phù hợp với doanh nghiệp của bạn và những nhóm không phù hợp. Nhiệm vụ 4. Chia sẻ thông tin. Chia sẻ với mọi người quen biết về những gì bạn làm. Nói với những người bạn gặp những gì bạn làm. Mọi người đều thích giúp đỡ một doanh nghiệp non trẻ. Vì vậy, hãy hỏi ý kiến và đề xuất. Hãy nhớ đề cập đến địa chỉ website của bạn để họ có thể tìm thấy bạn. Quan hệ công chúng, PR là một lĩnh vực hoàn toàn khác, nhưng bạn có thể bắt đầu với quy mô nhỏ nếu ngân sách của bạn không cho phép thuê nhân viên. Tuần này,
hãy viết thông cáo báo chí và gửi tới các phương tiện truyền thông địa phương. Bạn có thể tiếp cận các tờ báo địa phương và giấy báo địa phương để viết một bài về doanh nghiệp mới của mình, gọi điện thoại hoặc tìm kiếm trực tuyến để có thể liên hệ chính xác. Truy cập www.createyourownpressreleases.com để tìm hiểu về định dạng của một thông cáo báo chí đơn giản, một nghệ thuật PR và các liên hệ có thể là tất cả những gì bạn cần. Nhưng nói chung, các tờ báo và trang web địa phương luôn chào đón những câu chuyện liên quan những người dân ở địa phương. Các đài phát thanh và truyền hình địa phương cũng có thể quan tâm. Hãy lập và duy trì một danh sách các liên hệ PR và gửi cho họ thông tin cập nhật khi bạn có các tin tức thú vị. Bắt đầu một danh sách PR riêng trong dịch vụ thư điện tử của bạn. Thông cáo báo chí đầu tiên có thể mô tả các thông tin giới thiệu và quá trình khởi nghiệp của bạn. Sau đó, bạn có thể gửi một thông cáo khác khi bạn có được một khách hàng lớn hoặc giúp đỡ ai đó thông qua doanh nghiệp của mình. Lướt qua các tờ báo để xem họ đang tìm kiếm những gì và đưa ra một quan điểm cho câu chuyện của bạn khi viết thông cáo báo chí. Ví dụ, một quan điểm tuyệt vời cho một doanh nghiệp dinh dưỡng có thể là trở lại trường học đối với trẻ và quay lại tập thể dục đối với các bà mẹ. Vì vậy, thay vì chỉ nói về chương trình tập thể dục của bạn, bạn nên đan xen với sự kiện theo mùa. Đối với dịch vụ thiết kế cảnh quan, bạn có thể viết về chăm sóc các khu vườn trong cả năm, hoặc trồng cây gì ở một mảnh vườn lâu năm, hoặc sử dụng những loại hoa nào để trang trí trong nhà. Tìm một điểm mốc cho bài thuyết trình bán hàng của bạn nhằm kết nối sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với điều gì đó thu hút độc giả, hoặc người nghe, hoặc người xem, thay vì chỉ mô tả những gì bạn cung cấp. Các phương tiện truyền thông luôn tìm kiếm nội dung, đặc biệt là nội dung ở địa phương, và bạn cần giúp họ thấy được điểm nổi bật ở sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Ghi vào sổ ghi chép, lập một danh sách các địa chỉ liên lạc PR, sắp xếp theo phương tiện truyền thông và cập nhật danh sách định kỳ. Nhiệm vụ 5. Tìm một hội chợ. Nhiều hội chợ với một loạt các lợi ích cung cấp gian hàng cho các nhà cung cấp thường mất một khoản phí để thuê một chỗ bán hàng. Vì vậy, hãy cân nhắc chi phí bạn phải bỏ ra so với số lượng người tham dự mà các nhà tài trợ kỳ vọng, và nhớ phải kết nối thị trường mục tiêu của bạn, nhận phản hồi từ các nhà cung cấp trước đó để tìm hiểu về các nhà tài trợ, quy mô và nhóm người tham dự mong đợi. Ví dụ, ở Stamford, Connecticut, có một hội chợ hàng năm được gọi là Mom Fair. Người tham dự là các gia đình địa phương. Mỗi nhà cung cấp đều có một chiếc bàn và các gian hàng mở cửa cả buổi chiều với những túi quà nhỏ và hoạt động dành cho trẻ em. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đáp ứng nhu cầu của gia đình và các bà mẹ, đây sẽ là một nơi phù hợp. Lúc nào bạn cũng có thể tham dự hội chợ để thu thập thông tin và lên kế hoạch trở thành nhà cung cấp vào năm tiếp theo nếu phù hợp. Việc tham dự giúp bạn xem các nhà cung cấp thuộc những lĩnh vực nào và những người tham dự mà sự kiện thu hút được. Ghi lại những gì các nhà cung cấp để trên bàn và cách họ bày trí sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhiều người có cả biểu tượng nghề nghiệp và khăn trải bàn cùng màu với sản phẩm của họ. Một số tặng sản phẩm dùng thử và kẹo để thu hút mọi người dừng lại ở bàn của họ. Và hầu hết, họ đều có một cách tiện lợi riêng để người tham dự đăng ký nhận bản tin, blog hoặc trang Facebook của họ. Nếu bạn quyết định đăng ký tham gia gian hàng hoặc một bàn tại một trong những địa điểm này, hãy chắc chắn bạn đã sẵn sàng. Nhiều nhà tài trợ hội chợ gửi thư điện tử để bạn có thể cập nhật thông tin về sự kiện. Ghi vào sổ ghi chép, lập danh sách các địa điểm tổ chức hội chợ có thể phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn tới đó, hãy ghi chú về các nhà cung cấp và người tham dự, và chú ý đến cách các nhà cung cấp thiết lập gian hàng hoặc bàn của họ và cách họ giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhiệm vụ 6. Tặng một túi quà nhỏ. Thông thường, các nhà tài trợ sẽ tặng các túi quà nhỏ cho các thành viên và người tham dự tại các sự kiện và các buổi gặp. Hãy tìm một cơ hội tặng quà và làm gì đó để quyên góp, cho dù đó là một sản phẩm dùng thử hoặc một tấm bưu thiếp kèm theo một phiếu giảm giá hoặc tiền thưởng. Thường thì bạn không cần phải thuê một bàn để tặng quà, đôi khi bạn phải trả tiền để được phát quà, nhưng có rất nhiều cơ hội để quyên góp mà không mất phí. Hãy tiếp cận với các tổ chức từ thiện địa phương và các nhóm để tìm những cơ hội này. Nếu phù hợp, hãy tặng sản phẩm dùng thử. Nhớ ghi thông tin liên lạc của bạn trên sản phẩm dùng thử. Thực phẩm và sản phẩm làm đẹp rất hợp với ý tưởng cho việc này.
Nếu bạn cung cấp một dịch vụ, hãy giảm giá hoặc tư vấn miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu tiên. Hãy nói cụ thể về những gì bạn cung cấp, tìm hiểu xem số lượng sản phẩm, thời gian và địa điểm cần giao sản phẩm. Nếu bạn không có sản phẩm dùng thử, bạn có thể sử dụng một trong các trang web cung cấp danh thiếp, logo doanh nghiệp, chẳng hạn như Vistaprint, để tạo ra bất kỳ thứ gì đó có tên và logo của bạn. Tất cả mọi thứ, từ bút, miếng lót chuột, nam châm, kẹp đồ, vòng tay đều có thể được gắn nhãn hiệu. Nhưng thường thì bạn sẽ cần phải đặt hàng với số lượng để tiết kiệm. Trước tiên, hãy thử tặng những món đồ không tốn kém như bưu thiếp và đánh giá mức chi phí trước khi đầu tư chuẩn bị các túi quà tặng. Ghi vào sổ ghi chép. Lập danh sách về các tổ chức sử dụng túi quà nhỏ như một phần trong nỗ lực quảng bá của họ. Ngoài ra, hãy lập danh sách các cách đưa sản phẩm hoặc dịch vụ vào trong các túi quà nhỏ. Nhiệm vụ 7. Xem xét thuyết trình. Việc này không bắt buộc đối với tất cả mọi người, nhưng việc chia sẻ từ 15 đến 20 phút với các nhóm địa phương có thể giúp bạn được công nhận và truyền bá cho doanh nghiệp của mình. Ví dụ, nếu bạn nấu các bữa ăn cho các bà mẹ bận rộn, hãy chuẩn bị một bài thuyết trình dài 20 phút, trong đó trình bày về 3 bữa ăn dễ chuẩn bị trong vòng 30 phút. Nếu bạn cung cấp dịch vụ tư vấn thời trang, hãy chứng minh bằng cách kết hợp vài bộ trang phục mẫu. Bài thuyết trình của bạn nên có nhiều thông tin, chứ không phải là một bài thuyết trình chào hàng. Nếu bạn cho rằng việc này là cần thiết, hãy gửi một ghi chú cùng thời gian có thể tới thư viện và các nhóm địa phương đang tìm cách giáo dục các thành viên của họ. Hãy chắc chắn tập thuyết trình trước một nhóm bạn bè. Điều này là vô cùng quan trọng. Tính thời gian bài phát biểu của bạn và xin các phản hồi. Nếu đây là điều bạn muốn làm và cảm thấy kỹ năng nói của mình trước đám đông cần được cải thiện, hãy thử tham gia nhóm Toastmaster trong khu vực của mình. Tổ chức này giúp các thành viên cải thiện kỹ năng thuyết trình. Ghi vào sổ ghi chép. Mỗi khi phát biểu hoặc thuyết trình, hãy phân tích khả năng trình bày của bạn. Bạn làm tốt điều gì có thể cải thiện, những loại câu hỏi nào mà các người nghe đã hỏi. Điểm mấu chốt cho việc kết nối trong tuần này là hãy bước ra ngoài và truyền bá về doanh nghiệp của bạn. Câu chuyện thành công về tạo kết nối. Katerina của Cascade Pops đã làm được điều đó thông qua nhóm các bà mẹ. Nhưng đó chỉ là một trong những con đường cho một doanh nghiệp thịnh vượng. Những câu chuyện sau đây chia sẻ về cách ba người phụ nữ đã tạo kết nối để xây dựng doanh nghiệp của mình. Chase Master Sport, Rory Marcel. Khi Rory Marcel bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình và tập trung vào các ứng dụng thương hiệu, cô ấy không thể nghĩ ra cách nào khác tốt hơn để quảng bá dịch vụ của mình bằng việc tạo kết nối. Thị trường mục tiêu của cô ấy là các doanh nghiệp nhỏ mới khai trương. Cô ấy cung cấp một gói với giá thấp để giúp các doanh nhân có nhu cầu xây dựng thương hiệu bằng cách thuyết trình và tạo kết nối tại các nhóm dành cho phụ nữ, các công ty mới khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ đã giúp cô ấy phát triển doanh nghiệp của mình đến mức cô ấy phải thuê một trợ lý. Đôi khi công việc của bạn sẽ mở lối cho một doanh nghiệp. Đó là những gì Rory Marcel làm được khi cô ấy bỏ việc ở công ty. Công việc đầu tiên của Rory là cố vấn thương hiệu cho tổ chức Major Language Biself, MLB. Sau 10 năm, cô muốn tập trung hơn cho gia đình và nghỉ việc để làm bán thời gian tại một công ty luật đại diện cho các câu lạc bộ của MLB. Sau vài năm, công ty luật cắt giảm nhân viên bán thời gian khi nền kinh tế suy thoái. Lúc ấy, Rory đang mang thai đứa con thứ hai và đây là thời điểm lý tưởng để cô ấy nghỉ ngơi. Chú thích, Major Language Baseball, MLB, là tổ chức thể thao chuyên nghiệp về môn bóng chày và cũng là tổ chức lâu đời nhất trong số 4 liên đoàn thể thao chuyên nghiệp chính ở Mỹ và Canada. Tuy nhiên, một vài tuần sau, khi đang trên đường đến bệnh viện để sinh em bé, Rory nhận được cuộc gọi từ một nhóm và hỏi, chị có thể đảm nhiệm việc xây dựng thương hiệu cho chúng tôi được không? Đây là cánh cửa để cô ấy làm việc độc lập. Câu lạc bộ MLB đầu tiên đã phát triển thành hơn chục câu lạc bộ, nhưng cô ấy vẫn cần mở rộng cơ sở khách hàng của mình để giúp công ty của mình thành công. Với rất nhiều người, mất việc và bắt đầu kinh doanh riêng, bạn bè và bạn bè của họ bắt đầu nhờ Rory xây dựng thương hiệu. Cô ấy nhận thấy một thị trường ngách để phát triển liên quan đến chuyên môn của mình. Tôi không chắc về cách mô hình hóa doanh nghiệp của mình, nhưng nhận thấy nhu cầu từ các công ty mới khởi nghiệp. Rory giảm giá để thu hút các doanh nghiệp nhỏ và khách hàng của cô ấy tăng lên. Tôi đã quyết định tính một khoản phí cố định để thiết kế được một nhãn hiệu, bao gồm công việc tìm kiếm cơ sở dữ liệu nhãn hiệu liên bang và tiểu bang, đưa ra ý kiến về pháp lý, chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu
và xử lý mọi phản đối không đáng có với văn phòng đăng ký nhãn hiệu. Cô ấy đưa ra thời gian xử lý là 30 ngày, tất cả với giá 495 USD. Một số doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp nhỏ muốn thời gian xử lý là 10 ngày và tôi sẽ tính phí cố định cao hơn cho dịch vụ cấp tốc này. Rory cũng nhận thấy các công ty lớn hơn muốn thuê ngoài để tiết kiệm tiền. 50% dự án của tôi đến từ các công ty luật khác. Những người biết tôi là một chuyên gia về thương hiệu và họ tiếp cận tôi. Cô ấy quảng bá cho doanh nghiệp của mình bằng cách nào? Tạo kết nối. Tôi có thể nói chuyện ở khắp mọi nơi, các nhóm dành cho phụ nữ, cho doanh nhân, cho trường học, các nhóm hội thảo, bất cứ nơi nào có người tham gia là các công ty khởi nghiệp và cần trợ giúp về thương hiệu. Rory đưa ra bài thuyết trình dài 20 phút về luật thương hiệu, các khuyến nghị và quy trình đăng ký. Sau đó, cô ấy nghiên cứu và các nhóm sẽ cần dịch vụ của mình và liên hệ với họ để đưa ra một bài thuyết trình miễn phí. Rory cũng bắt đầu tham dự các buổi trao đổi thường xuyên của các nhóm có thể tạo ra khách hàng. Các nhóm nữ doanh nhân và nhóm khởi nghiệp là các nguồn kinh doanh mới tuyệt vời. Cô ấy cũng đăng bài về doanh nghiệp của mình trên các trang web mà khách hàng tiềm năng thường xuyên truy cập, nơi họ có khả năng tìm thấy cô ấy. Một số trang web này tính phí cho các danh sách, nhưng cô ấy thường thu lại được số tiền bỏ ra chỉ nhờ một khách hàng mới từ mỗi nguồn. Thực tập sinh cũng hỗ trợ đắc lực cho cô ấy. Tôi có thể nhận các thực tập sinh từ các trường kỹ thuật địa phương để giúp đỡ họ về truyền thông xã hội, tiếp thị và kế toán. Ngoài ra, một thực tập sinh về pháp lý từ trường luật mà cô ấy theo học cũng rất hữu ích khi công việc kinh doanh của cô ấy mở rộng. Rory tin rằng quy trình thực tập rất tuyệt vời cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ có liên quan được hưởng lợi từ những người trẻ thông minh, có động lực mang lại và các thực tập sinh muốn xây dựng hồ sơ năng lực của mình và có được kinh nghiệm khi tiếp xúc trực tiếp với công việc thực tế. Nó có khả năng trao quyền rất lớn. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể tự kinh doanh. Tôi có thể nghĩ ra mọi lý do để không làm, nhưng tôi đã ở đây. Đó là sự trớ trêu của số phận. Điểm cần nhớ: tập trung vào một lĩnh vực duy nhất liên quan đến chuyên môn của bạn. Tìm một nhu cầu của thị trường và tìm cách đáp ứng nó, định giá ở mức phù hợp để thu hút khách hàng. Nothing but granola, Jerry Graham. Những đêm không ngủ đã giúp Jerry Graham tạo ra một thanh bánh granola bằng cách sử dụng các loại hạt, trái cây và gia vị độc đáo. Khi chúng nhanh chóng được bán hết tại một quán cà phê địa phương, cô ấy biết mình có một công việc kinh doanh khả thi. Nhưng quảng bá sản phẩm chính là chìa khóa. Jerry đã tặng những chiếc bánh của mình cho các tổ chức từ thiện địa phương và tham gia chợ nông dân địa phương để giới thiệu những thanh bánh granola với mọi người. Cô ấy đam mê những thanh bánh granola của mình, nhận thấy hầu hết các thanh bánh granola đều không có nhiều hình dạng và hương vị. Jerry Graham bắt đầu tạo ra một loại granola có hình dạng đẹp, giòn và hương vị tuyệt vời. Không loại bánh nào trên thị trường làm thỏa mãn sở thích cá nhân của tôi. Hầu hết những thanh bánh granola đều làm từ yến mạch và không có nhiều lựa chọn nào khác để mua. Khi bạn nếm thử những thanh bánh vị Việt quất, hoa oải hương và hạt điều của cô ấy, bạn sẽ biết là cô ấy đúng. Vậy làm thế nào cô ấy bước chân được vào lĩnh vực kinh doanh thực phẩm đầy cạnh tranh này? Khi ở độ tuổi 20, Jerry chuyển từ vùng nông thôn Ohio đến Pháp và những chuyến đi vòng quanh thế giới của cô ấy bắt đầu. Làm việc cho hải quân với vai trò một nhiếp ảnh gia đã giúp cô ấy đi khắp thế giới và phát hiện ra nhiều loại gia vị và sự kết hợp các hương vị mà người Mỹ đôi khi bỏ lỡ. Cô ấy ghi lại những khám phá đó và chúng giúp sự nghiệp làm bánh của cô ấy rất nhiều khi mới bắt đầu. Công việc làm bánh của Jerry bắt đầu vào năm 2009, khi chứng mất ngủ khiến cô ấy phải làm bánh vào ban đêm để giết thời gian. Đó là lúc những thanh bánh granola ra đời. Mục tiêu của cô ấy là làm ra một thanh bánh có cả hương vị và độ giòn. Cô ấy làm được 4 loại và nhờ một người bạn bán hộ tại quán cà phê của họ. Từ một giỏ trên quầy, những chiếc bánh nhanh chóng được bán hết và khách hàng muốn mua nhiều hơn. Khi được mọi người đón nhận, Jerry quyết định cung cấp các thanh bánh tại chợ nông sản trong vùng vào cuối tuần. Cô ấy đặt tên cho sản phẩm của mình là Nothing But Granola, nghĩa là không có gì ngoài bánh granola. Một sự chơi chữ theo phương châm của công ty quảng cáo Saatchi & Saatchi cũ. Be nothing but your authentic self. Tạm dịch, không có gì ngoài bản thân đích thực của bạn. Chợ nông sản đã chứng minh là nơi tạo kết nối tốt nhất. Mỗi tuần, cô ấy không chỉ tìm kiếm khách hàng của mình mà còn gặp gỡ những tiểu thương khác ở chợ.
Những đầu mối này cung cấp thông tin tuyệt vời về các địa điểm bán hàng khác, về những cạm bẫy tiềm ẩn cần tránh khi điều hành một doanh nghiệp nhỏ và những lời khuyên để thành công. Jerry thấy rằng việc đồng cảm và chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp có cùng chí hướng là vô cùng hữu ích. Việc tham gia Hiệp hội Chợ Nông sản cho phép Jerry gặp gỡ khách hàng mới vào mỗi thứ bảy. Cô ấy cũng chia sẻ với các nhóm nhỏ về cách cô ấy bắt đầu kinh doanh và giới thiệu bánh granola tại các hội chợ địa phương. Jerry cũng tiếp cận với các tổ chức từ thiện địa phương, tìm kiếm các mặt hàng để cho thêm vào các túi quà tặng tại các sự kiện. Cô ấy tặng các thanh nhỏ, đó là một cách tuyệt vời để quảng bá sản phẩm. Jerry kinh doanh trong thời gian làm việc cho một tạp chí. Tôi đã làm việc cho người khác trong nhiều năm và không muốn đặt tương lai của mình vào tay người khác. Đã đến lúc tôi tự làm một cái gì đó, cô ấy nói. Đôi khi, một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Khi cô ấy bị sa thải khỏi tạp chí, Jerry biết rằng đã đến lúc cải thiện tay nghề làm bánh granola của mình thêm một nấc nữa. Có thể đó là thanh bánh vị dừa, sô-cô-la, hạnh nhân hoặc vị gừng, chanh, hạt điều. Nhưng bất kể kết hợp như thế nào, Jerry rất khéo léo kết hợp các hương vị với nhau và có được tỷ lệ lý tưởng về độ giòn tới độ dai. Cô ấy tìm được một bếp công nghiệp và bắt đầu thuê để mở rộng sản xuất. Hiện tại, Jerry bán các thanh bánh của mình ở nhiều địa điểm khác nhau tại Connecticut và New York và đổi tên công ty thành Nathan But Bremen Foods, được mọi người gọi một cách trìu mến là Nathan But. Jerry coi granola là một phần trong kế hoạch tổng thể cho một chế độ ăn uống lành mạnh, thường kết hợp các thanh bánh với sữa chua và phô mát để có thể tạo nên một bữa ăn ngon. Bài thuyết trình sáng tạo và cách truyền đạt đầy say mê của cô ấy khi mô tả sản phẩm của mình. Lưỡi của bạn là một bản đồ vị giác, và những thanh bánh của tôi giúp mọi người đi từ mặn đến ngọt và sự giao thoa của các vị. Điểm cần nhớ: hãy truyền đam mê vào phần mô tả về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Tìm địa điểm phù hợp để giới thiệu sản phẩm và tạo kết nối ở đó. Ví dụ, cửa hàng bán đồ lễ hội, hội chợ, các nhóm cho phụ nữ hoặc chợ nông sản. Tặng các sản phẩm dùng thử hoặc miễn phí dịch vụ trong các túi quà tặng của bạn tại các sự kiện từ thiện. Mommy Makeup, Deborah Rubin Roberts. Khi đứa con đầu lòng mới chào đời và đang bú mẹ, Deborah Rubin Roberts nhận ra cần phải tiết kiệm thời gian cho việc trang điểm. Vì vậy, cô ấy đã tạo ra một dòng trang điểm dành riêng cho các bà mẹ bận rộn và có thể chỉ cần sử dụng trong vòng 6 phút. Deborah tin rằng tạo kết nối chính là chìa khóa để xây dựng doanh nghiệp của mình. Cô ấy bắt đầu tham dự các hội chợ thương mại tập trung vào các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và thai sản. Những hội chợ thương mại này trở thành công cụ tiếp thị tốt nhất của cô ấy. Khi mới là mẹ, Debra Rubin Roberts phải từ chối cơ hội ăn tối ở ngoài vì không đủ thời gian để trang điểm và quay về kịp giờ cho con bú. Cô ấy không có nhiều thời gian. Đó là khi cô ấy nhận ra cần có một quy trình trang điểm hợp lý cho các phụ nữ mới là mẹ. Từng là một nghệ sĩ trang điểm trong nhiều năm và làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm với một công ty mỹ phẩm, tôi biết những gì liên quan đến việc tạo ra các sản phẩm trang điểm, và việc mới sinh con đã cho tôi một ý tưởng cho các bà mẹ bận rộn. Đầu tiên, cô ấy làm một số nghiên cứu thực tế sau buổi tối không thể ra ngoài ăn đó. Một ngày nọ, khi Daisy đang ngủ trưa, tôi tìm cách trang điểm trong vòng 6 phút và nó trở thành con át chủ bài trong doanh nghiệp mới của tôi. Debra nhận ra rằng nhiều bà mẹ bận rộn khác cũng cần một quy trình trang điểm nhanh chóng nhưng vẫn xinh đẹp. Vì vậy, cô ấy quyết định tiếp thị kỹ thuật trang điểm của mình và phát triển các sản phẩm đi kèm. Cô ấy tiếp cận với các đầu mối liên hệ của mình trong giới kinh doanh và bắt đầu tìm cách phát triển dòng sản phẩm của mình. Lấy tên Mommy Makeup, tạm dịch, trang điểm cho các bà mẹ. Nhưng bất cứ ai muốn đơn giản hóa thói quen của mình đều có thể sử dụng các sản phẩm này. Bạn bè trong giới kinh doanh của tôi đã giúp tôi tìm nhà sản xuất phù hợp. Debra chia sẻ, điều quan trọng là sản phẩm phải được sản xuất tại Mỹ và được kiểm tra tính dị ứng, không độc hại, không có bột TLC, không dầu, không mùi và không paraben. Không mất nhiều thời gian để Debra đạt được thỏa thuận về các yêu cầu của mình với các nhà sản xuất, và trong khi chờ đợi sản xuất, cô ấy xử lý vấn đề đóng gói và tiếp thị. Chú thích: TLC là một khoáng vật maltodehyde silicate. TLC được sử dụng rộng rãi
ở dạng bở rời gọi là bột TLC, được sử dụng trong mỹ phẩm, bột tan, dầu nhờn và trong giấy lọc. Nó cũng được sử dụng trong tã em bé, dùng làm phấn thợ may, hàn hay cắt kim loại. Paraben là chất kháng khuẩn và kháng nấm, được dùng làm chất bảo quản để ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn và hạn chế sự phân hủy của các hoạt chất dẫn đến giảm hiệu quả của sản phẩm làm đẹp. Bộ sản phẩm đặc trưng được gọi là Pretty Process Kit, chứa 6 sản phẩm và một hộp phấn với hướng dẫn bằng số và biểu đồ khuôn mặt, tất cả đựng trong một túi trang điểm thông minh. Người sử dụng có thể xem một video hướng dẫn trực tuyến để xem cách Debra tự trang điểm xinh đẹp và tinh tế chỉ trong 6 phút. Debra khẳng định, các sản phẩm có chất lượng như các sản phẩm của chuyên gia trang điểm với khối màu và chất lượng nhất quán nhưng nhanh chóng và dễ sử dụng. Thử thách tiếp theo của cô ấy là tìm cách bán sản phẩm của mình. Giống như nhiều phụ nữ khác mới kinh doanh riêng, cô ấy nhớ lại, đơn hàng đầu tiên của tôi có được là nhờ một airbrush mà tôi đã gửi cho gia đình và bạn bè. Tiếp theo, chồng cô ấy lập website mommymakeup.com, nhưng công việc kinh doanh chỉ thực sự phát đạt nhờ việc tham dự các hội chợ thương mại cho các dòng sản phẩm làm đẹp và chăm sóc thai sản. Debra biết rằng đây là nơi tốt nhất để kết nối với những khách hàng tiềm năng cho sản phẩm của mình. Mọi người có nhiều khả năng làm ăn với những người họ từng gặp. Là một nhà cung cấp, Debra bố trí một chiếc bàn với các sản phẩm và biển hiệu của mình, được gắn nhãn và tên logo công ty. Các hội chợ này tính các mức phí khác nhau, nhưng trong trường hợp của Debra, cô ấy luôn thành công. Tại các hội chợ này, các nhà bán lẻ trực tuyến đều thích dòng sản phẩm của tôi và muốn cung cấp nó trên các trang web thương mại điện tử của họ, trang sâu và các tiệm bán hàng, những nơi cô ấy có thể kết nối với các nhà cung cấp khác và tiếp cận thị trường mục tiêu cũng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tiếp thị. Chú thích, email blast, airbrush là một dạng email được gửi đến nhiều người cùng một lúc. Hiện nay, với 4 nhân viên, Debra làm việc toàn thời gian, nhưng tôi thích sự linh hoạt về thời gian. Thỉnh thoảng tôi làm việc trước khi bọn trẻ thức dậy, đôi khi sau khi chúng ngủ. Điều quan trọng là tôi có thể quyết định thời gian biểu của mình, như một sự tôn trọng ngọt ngào đối với các con gái và bạn bè của chúng. Debra đã đặt tên cho các màu trong một dòng son bóng theo tên của chúng. Một bà mẹ có thể đòi hỏi điều gì hơn? Một dòng trang điểm đầy ý nghĩa theo đúng ý nguyện của mình. Điểm cần nhớ: tìm các hội chợ thương mại cung cấp chủ yếu các dòng sản phẩm như của bạn và quyết định xem có đáng tham gia hay không. Thiết kế biển hiệu hiệu quả cho chiếc bàn bán hàng của bạn. Nếu thu nhập của bạn cho phép, hãy tặng các sản phẩm có gắn thương hiệu của bạn tại các sự kiện này, chẳng hạn như bút, vòng đeo tay và nam châm. Tham dự tất cả các sự kiện tạo kết nối mà có thể tìm được khách hàng tiềm năng của bạn. Giờ đã đến lúc chốt đơn hàng đầu tiên, tuần 12 đang tới. Tóm tắt chương 11. Hãy tham gia các nhóm khách hàng mục tiêu của bạn. Lập quảng cáo thang máy để chia sẻ với mọi người những gì bạn làm trong vòng chưa đầy 30 giây. Nhờ những khách hàng hài lòng giới thiệu về bạn cho bạn bè của họ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng BizBooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 12, tuần 12, Ka-ching chốt đơn hàng đầu tiên. Khi Caroline Savin bắt đầu dịch vụ thiết kế sự kiện, cô ấy không có khách hàng nào cả, chứ không nói đến một danh mục khách hàng. Cô ấy làm ra những chiếc bánh cookie được trang trí rất đẹp mắt trong nhiều năm, mỗi dịp tụ tập bạn bè, gia đình và được mọi người trong thị trấn gọi là bà mẹ bánh cookie. Nhưng cô ấy nhận ra việc cô ấy thực sự thích là thiết kế các sự kiện. Caroline đã từng thiết kế những bữa tiệc theo chủ đề của riêng mình trong nhiều năm và mọi người đều thích chúng. Để có được những khách hàng đầu tiên trong lĩnh vực này và có được những bức ảnh đăng trực tuyến, cô ấy đã cung cấp dịch vụ thiết kế miễn phí của mình và chỉ tính tiền cho các vật liệu cần thiết để thực hiện ý tưởng tuyệt vời của mình. Nhờ có dịch vụ miễn phí này, cô ấy có thể tổ chức các sự kiện đầu tiên cho khách hàng và thu thập hình ảnh vào danh sách khách hàng của mình.
Từ những khách hàng đầu tiên đó, cô ấy trở nên nổi tiếng với vai trò thiết kế sự kiện. Cô ấy đặt tên và tagline cho doanh nghiệp mới của mình là Purposed Events is the Little Things. Tạm dịch, Purposed Events, đó là những điều bé nhỏ. Vì vậy, nếu bạn có thể, và thậm chí là làm miễn phí hoặc tặng một hoặc hai sản phẩm, mục tiêu của bạn trong tuần này là tìm được khách hàng đầu tiên hoặc chốt được đơn hàng đầu tiên. Tới thời điểm này, bạn nên bám sát mục tiêu có được khách hàng đầu tiên. Nếu vẫn chưa tìm được, các việc bạn đã làm là gửi email, chia sẻ với mọi người bạn biết, lập một website, cập nhật trạng thái trên trang fanpage Facebook, mở một tài khoản Twitter, thiết kế danh thiếp, tham dự một số sự kiện tạo kết nối và phát tờ rơi. Các nhiệm vụ tuần 12. Trọng tâm của tuần này là chốt được đơn hàng đầu tiên. Nhiệm vụ 1. Tìm một khách hàng hoặc chốt một đơn hàng. Nếu bạn chưa có khách hàng hoặc đơn hàng tiềm năng, thì đây là thời gian để tìm. Miễn phí dịch vụ cho cô dì, bạn bè hoặc hàng xóm của bạn. Nếu bạn chưa bán được sản phẩm nào, hãy tặng nó cho ai đó đánh giá cao những gì bạn đang làm. Tặng các sản phẩm của bạn cho một buổi đấu giá từ thiện, sự kiện hoặc cho vào một túi quà tặng nhỏ. Nếu bạn làm một món đồ nướng, hãy đem cho một người bạn ăn thử. Nếu bạn cung cấp một dịch vụ sắp xếp, hãy dọn sạch tiền sảnh cho ngôi nhà của mẹ bạn. Nếu bài trí giá sách, hãy giúp hàng xóm sắp xếp những kỷ vật sau những chuyến đi của cô ấy. Nếu bán khóa thắt lưng, hãy tặng một cái cho chị dâu của bạn. Nếu bán hàng thanh lý, hãy tổ chức một buổi bán hàng cho những người hàng xóm lớn tuổi. Những việc này đơn giản, phải không? Nhiệm vụ 2. Xin ý kiến phản hồi. Hãy xin ý kiến phản hồi từ đơn hàng đầu tiên của bạn. Chụp ảnh, xin lời chứng thực và nhờ khách hàng hoặc đối tác giới thiệu. Ví dụ, nếu bạn mở dịch vụ dắt chó đi dạo, khi hàng xóm đồng ý thử dịch vụ của bạn, hãy hỏi cô ấy xem chú chó của cô ấy thích buổi đi dạo như thế nào. Chụp ảnh chú chó và buổi đi dạo của bạn. Nếu bạn cung cấp một dịch vụ tư vấn thời trang và giúp một người bạn kết hợp quần áo của cô ấy, hãy chụp những bộ trang phục bạn chọn cho cô ấy. Có thể người bạn đó cần một chiếc váy cho một đám cưới sắp tới, hoặc cô ấy cần chuẩn bị cho một chuyến đi. Hãy viết chi tiết về những gì cô ấy cần và nhờ cô ấy chia sẻ việc bạn đã giúp cô ấy ra sao. Ghi chú và trích dẫn ý kiến của cô ấy. Nhiệm vụ 3. Đăng bài lên website và các tài khoản truyền thông xã hội. Mọi việc bạn làm đều có thể đăng lên Facebook, Twitter và Pinterest. Khi có được các hình ảnh và lời chứng thực, và thậm chí là các bài báo, hãy nhớ đăng lên website của bạn. Nếu bạn nấu ăn cho gia đình, hãy đăng ảnh các món ăn mà bạn đã nấu và đưa ra gợi ý về các món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe. Người theo dõi thích khía cạnh cá nhân trong những sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp. Là một nhà tư vấn thời trang, việc bạn giúp đỡ cho một người bạn thân có thể sử dụng để phát triển thành nhiều bài đăng. Hoặc bạn có thể đăng các bộ trang phục do bạn chọn, hoặc những bộ trang phục những người nổi tiếng mặc mà bạn thích, cùng cách kết hợp những trang phục tương tự nhưng ít tốn kém hơn. Có vô số khả năng cho bất kỳ công việc kinh doanh nào khi bạn sử dụng sự sáng tạo và nhiệt huyết của mình vào trong công việc. Nếu bán thực phẩm, hãy đăng ảnh thành phẩm, quy trình, ý tưởng và các thành phần bạn sử dụng. Các món ăn theo mùa và các ý tưởng là những nội dung đăng bài tuyệt vời, đã đến lúc phát huy sự sáng tạo. Ghi vào sổ ghi chép, ghi chú về những đơn hàng đầu tiên và những phản hồi bạn nhận được. Nhiệm vụ 4. Lập danh sách khách hàng. Đăng tất cả các thông tin này lên website của bạn để khi bạn muốn giới thiệu cho ai đó về công việc của mình, bạn có thể bảo họ tham khảo trong trang web hoặc giới thiệu cho họ trực tiếp qua điện thoại. Bạn cũng có thể đưa nội dung này vào iPad để dễ dàng giới thiệu. Nếu có kế hoạch gửi email về các ví dụ, hãy gửi kèm các bức ảnh về công việc của bạn. Tạo một liên kết đến các sản phẩm dùng thử hoặc hình ảnh về dịch vụ mà bạn có thể sử dụng trong thư điện tử và các phương tiện truyền thông xã hội. Nó có thể đơn giản chỉ là liên kết đến địa chỉ website của bạn, nơi đăng tất cả những bức ảnh của bạn. Lý tưởng là đăng những bức ảnh trước và sau khi sử dụng dịch vụ.
đăng ảnh một tầng hầm lộn xộn hoặc tủ quần áo trước khi dọn dẹp, và sau đó là những bức ảnh sau khi được sắp xếp lại. Nếu bạn dắt chó đi dạo, hãy đăng ảnh một chú chó buồn chán trước khi được đi và sau đó là một chú chó vui vẻ khi được chơi cùng những chú chó khác. Hoặc nếu bạn mới bắt đầu dịch vụ chụp ảnh trẻ em, hãy đăng một khung trống và sau đó là khung ảnh của một đứa trẻ đang mỉm cười. Đó là vài ý tưởng cho bạn. Hãy chỉ ra cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể giúp khách hàng tiềm năng. Nhiệm vụ 5. Ăn mừng. Đã 12 tuần rồi sao? Đây là thời điểm để bật một chai champagne và nâng cốc chúc mừng nỗ lực của bạn. Hãy tận hưởng vì bạn đã gây dựng được một doanh nghiệp cho chính mình. Những câu chuyện thành công về đơn hàng đầu tiên. Bạn nảy ra một ý tưởng, đặt tên cho nó, bắt đầu chia sẻ với mọi người về nó. Và bây giờ là thời gian mở máy tính tiền. Xem cách những bà mẹ dưới đây như Caroline Savin của Poppy Seed sử dụng sự sáng tạo và trí tưởng tượng của họ để có được đơn hàng đầu tiên. Jungle Jill E.R. Cherry McCroskey. Khi Cherry McCroskey có được sản phẩm trong tay, cô ấy cần bán nó. Nhờ việc tạo ra một loại dầu tự nhiên bằng cách sử dụng bơ ép lạnh, cô ấy tạo ra những lợi ích chữa bệnh tự nhiên của tinh dầu. Nhưng điều quan trọng là phải bán được sản phẩm tới tay của khách hàng tiềm năng. Trước tiên là tặng các sản phẩm dùng thử nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Sau đó, Cherry tìm đến các spa và tặng các sản phẩm dùng thử. Những spa này đã đặt những đơn hàng với số lượng lớn đầu tiên của EOI. Trong lớp yoga Bikram, cô ấy thấy những người phụ nữ nhỏ những giọt dầu lên mép thảm và tự hỏi tại sao họ lại làm vậy. Cherry McCroskey phát hiện ra họ sử dụng các loại tinh dầu với tác dụng làm dịu nhờ mùi hương của chúng. Cô ấy đã tìm hiểu thêm về các loại tinh dầu và đặc tính chữa bệnh của chúng. Thông qua nghiên cứu, cô ấy biết được rằng các loại tinh dầu và các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên phù hợp với phương pháp sống lành mạnh của mình. Và cũng biết rằng có một danh sách dài các hóa chất được tìm thấy trong các sản phẩm làm đẹp mà cô ấy đang sử dụng hàng ngày. Vì vậy, cô ấy quyết định tạo ra dòng sản phẩm chăm sóc da của riêng mình và bắt đầu với các loại tinh dầu. Cherry sử dụng dầu bơ ép lạnh làm cơ sở để tạo ra dòng sản phẩm của mình. Loại tinh dầu này là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên và có thể tạo ra mùi hương tự nhiên có tác động đến sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Các loại tinh dầu của Cherry mà theo như cô ấy nói là hữu cơ, không chứa paraben và không chứa hóa chất. Chúng có tác dụng làm mới làn da của bạn và các chất chống oxy hóa tự nhiên trong các loại tinh dầu sẽ cải thiện làn da khô, xỉn màu, viêm da. Khi thiết kế logo, Cherry chọn một con chuồn chuồn để tượng trưng cho bình an, hạnh phúc và những khởi đầu mới. Sau đó, cô ấy bắt tay vào giới thiệu sản phẩm của mình tới khách hàng tiềm năng bằng cách tặng tinh dầu và sản phẩm tẩy tế bào chết cho bạn bè và gia đình để nhận phản hồi. Cherry muốn thử nghiệm các loại tinh dầu và các loại thương hiệu khác nhau để đảm bảo rằng cô ấy có một sản phẩm khả thi. Họ rất thích sản phẩm và không những trở thành những khách hàng trung thành mà còn định hình những sản phẩm sẽ được lựa chọn trong tương lai cho cô ấy bằng những ý kiến của mình. Bước tiếp theo là tiếp cận với các nhà trị liệu massage, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các spa. Các đơn đặt hàng đầu tiên xuất hiện. Với phản ứng tích cực này, Cherry lên kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm của mình thêm các loại toner, kem và kem dưỡng da với cái tên mới là Jungle You. Cô ấy nhờ được một người bạn thiết kế website và một thực tập sinh đại học giúp thực hiện các đơn hàng. Cherry bận rộn để tăng các đơn hàng và có một công ty sản xuất ở New Jersey sẵn sàng giao hàng. Bằng cách kết hợp tất cả những yếu tố này, Cherry đã đưa Jungle You and Eoy trở thành một thương hiệu được công nhận trong lĩnh vực sản phẩm làm đẹp tự nhiên. Điểm cần nhớ: xác định đối tượng mục tiêu của bạn và sau đó giới thiệu sản phẩm của bạn cho họ bằng cách tặng sản phẩm dùng thử. Olivia and Owen, Christina Rari. Christina Rari không thể tìm được những bộ đồ ngủ có chất lượng cao dành cho lũ trẻ của mình, vì vậy cô ấy đã tự làm ra chúng. Tìm nguồn cung ứng vải bông thật tốt, cô ấy phát triển dòng sản phẩm của mình và đặt hàng mẫu.
giờ thì sao? Cùng với hai người bạn cũng mới thành lập các dòng sản phẩm cho trẻ em, ba người phụ nữ đã điều hành một cửa hàng pop-up ở thành phố New York. Các cửa hàng pop-up tận dụng các hợp đồng thuê ngắn hạn và có thể mở từ 2 đến 3 tháng. Đây là cách Christina có được đơn hàng đầu tiên của mình và tạo ra tiếng vang cần thiết để nhanh chóng khởi động doanh nghiệp mới của mình. Khi những vị khách ghé thăm vào giờ đi ngủ, cô ấy vẫn muốn con gái mình, Olivia, trông thật đáng yêu. Nhưng Christina Rari không thể tìm được những bộ đồ ngủ chất lượng cao cho cô con gái 2 tuổi của mình. Vì vậy, cô ấy đã tự thiết kế. Khi mẹ cô ấy mang về một bộ đồ ngủ rất đẹp sau chuyến đi đến châu Âu, Christina nhận thấy chất liệu cốt tông siêu mềm. Cô ấy thích sự thanh lịch và đơn giản trong bộ đồ và muốn có vài bộ như thế. Nhưng khi không thể tìm được sản phẩm nào tương tự tại các cửa hàng dành cho trẻ em địa phương, cô ấy đã đến khu thời trang để tìm nguồn vật liệu. Cốt tông là loại vải hoàn hảo cho những gì tôi muốn, nhưng rất khó để mua. Cuối cùng, cô ấy tìm được loại vải cotton Pima từ Peru ở Los Angeles và mang nó đến, cùng với các mẫu họa tiết tự tạo, lấy cảm hứng từ châu Âu, một công ty sản xuất ở thành phố New York. Chú thích, cửa hàng pop-up chỉ những cửa hàng có thể xuất hiện trong thời gian ngắn tại những địa điểm đặc biệt, bất ngờ. Christina quyết định thiết kế một dòng sản phẩm đồ ngủ đa dạng dành cho trẻ em mới biết đi, với đậm phong cách và sự quyến rũ thời xa xưa. Cô ấy muốn có những bộ quần áo ngủ cho con gái mình, giống như bộ đồ mà mẹ cô ấy mang về từ châu Âu, và phát hiện ra những bà mẹ khác cũng muốn sản phẩm tương tự. Christina tự bỏ tiền cho đơn hàng mẫu đầu tiên và không thực sự chắc chắn về bước tiếp theo. Cô ấy vừa làm vừa học hỏi, nhưng cô ấy có một lợi thế. Một vài người bạn của cô ấy có các dòng sản phẩm dành cho trẻ em của riêng họ. Kimberly Goodwin sở hữu Snapping Turtle Kids và Christine Regal sở hữu Chick Chill. Những người bạn này không chỉ hỗ trợ mà còn giúp cô ấy có cái nhìn sâu sắc. Ba bà mẹ quyết định điều hành một cửa hàng pop-up trong 2 tuần. Với một khoản chi phí tối thiểu, họ thuê một cái cửa hàng trống có mặt tiền trong 2 tuần. Họ chia sẻ với bạn bè và gia đình sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để quảng bá sản phẩm. Người qua đường cũng chiếm một tỷ lệ lớn. Việc chia sẻ những ý tưởng và câu chuyện bán hàng trong thời gian điều hành cửa hàng đã mang lại cho Christina thêm ý tưởng về con đường phát triển. Một người bạn của một người bạn đã giúp cô ấy lập một website và sắp xếp để phát triển thương mại điện tử. Thông qua truyền miệng và nhờ có danh tiếng tốt, Christina đã bán được 60% sản phẩm trong lần bán hàng trực tuyến đầu tiên và gặt hái được thành công. Tên công ty của cô ấy lấy theo tên con gái Olivia và Aubrey, tên mà Olivia và các cháu gọi mẹ của Christina. Aubrey chuyển thành Owen, do đó cái tên Olivia and Owen ra đời. Với một nửa văn phòng chứa đầy hàng dự trữ của Olivia and Owen và nửa còn lại là các hồ sơ bất động sản từ công việc toàn thời gian của cô ấy tại công ty phát triển bất động sản của gia đình mình, cô ấy chỉ điều hành Olivia and Owen trong thời gian rảnh. Mọi người thích những bộ đồ ngủ và tôi nhận ra rằng mình cần hỗ trợ về mảng bán hàng và tiếp thị nếu muốn thành công. Vì vậy, Christina đã làm những việc mà nhiều bà mẹ khác cũng làm. Cô ấy tạo kết nối và tìm được một người bạn mới sinh con và đã nghỉ việc toàn thời gian của mình trong ngành tiếp thị. Việc giúp Olivia and Owen bán hàng và tiếp thị hóa ra lại phù hợp với người mẹ này. Christina lên kế hoạch tham dự triển lãm thời trang dành cho trẻ em và mục tiêu của cô ấy là phân phối sản phẩm của mình tại các cửa hàng trên toàn quốc. Hiện cô ấy đang sản xuất 6 dòng sản phẩm phong cách cho bé trai và bé gái. Cô ấy chia sẻ, tôi có một tầm nhìn và biến nó thành hiện thực. Đôi khi tôi tự hỏi, mình đã làm được gì? Điểm cần nhớ, đừng nghe ngại khởi động một doanh nghiệp trong một lĩnh vực mà bạn không có kinh nghiệm. Đam mê, cam kết và làm việc chăm chỉ có thể giúp bạn đi được một chặng đường dài. Các cửa hàng pop-up là một cách tuyệt vời để giới thiệu sản phẩm. Chúng có thể rất rẻ và đôi khi miễn phí vì chủ thuê muốn trưng bày không gian bán lẻ có sẵn của họ. Summer Kitchen Bakehouse, Jennifer Denmott. Sử dụng các kỹ thuật tiếp thị du kích, các kỹ thuật đầy sáng tạo và thường có công nghệ thấp
để truyền tải thông điệp của bạn đến với công chúng. Jennifer Mademort đã gửi thông điệp của mình đến công chúng. Cô ấy giới thiệu tới thị trường mục tiêu sản phẩm của mình, một trong những loại bánh cookie được trang trí đầy nghệ thuật, ngon miệng và một tấm danh thiếp. Cô ấy đã bắt đầu kinh doanh như vậy. Cô ấy là một thợ làm bánh, nhưng không biết sẽ gây dựng một công ty kinh doanh như thế nào. Jennifer Mademort thích làm những chiếc bánh ngon và là bậc thầy trong việc trang trí với lớp kem đầy màu sắc. Khi nhìn vào những thiết kế của cô ấy, bạn có thể thốt lên rằng cô ấy đang vẽ ra những bức tranh bằng đường. Cô ấy từng làm việc cho một đại lý môi giới nghệ thuật ở thành phố New York, nhưng lũ trẻ và vùng ngoại ô đã khiến cô ấy đổi hướng. Jennifer tìm cách sử dụng sự sáng tạo của mình và muốn có công việc kinh doanh riêng. Khi các bà mẹ khác nhìn thấy những chiếc bánh cookie tuyệt vời mà cô ấy làm cho các bữa ăn nhẹ ở trường và trong bữa tiệc sinh nhật của các con, họ đã nhờ cô ấy làm bánh cho những bữa tiệc của mình. Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Cô ấy quyết định cung cấp dịch vụ làm bánh cookie theo yêu cầu cho các bà mẹ khác ở trường mẫu giáo. Và để tiếp thị cho doanh nghiệp mới của mình, Jennifer đã cho một chiếc bánh cookie vào danh thiếp, vào túi giấy bóng kính và bỏ chúng vào hộp thư của các bà mẹ ở trường mẫu giáo của con trai mình. Con trai cô ấy thậm chí còn giúp chuyển bánh cookie trong khi vẫn ngồi trên xe. Chiến thuật du kích này đã thu hút khách hàng ngay lập tức. Jennifer sau đó phát hiện ra một tổ chức từ thiện địa phương và đề nghị tặng một món quà thanh lịch, một chiếc bánh cookie theo chủ đề, phù hợp cho từng người tham dự. Mọi người không chỉ nhận được một trong những chiếc bánh cookie tuyệt đẹp của cô ấy, mà còn nhận được một tờ rơi có thông tin của cô ấy. Kỹ thuật này đã thực sự giúp cô ấy bắt đầu kinh doanh. Doanh nghiệp kinh doanh bánh cookie nhỏ đó hiện đã trở thành một tiệm bánh đầy đủ, Summer Kitchen Bakehouse. Điểm cần nhớ: hãy sáng tạo để tìm cách đưa sản phẩm và thông tin của bạn tới tay khách hàng mục tiêu. Tặng sản phẩm của bạn cho một tổ chức từ thiện địa phương để quảng cáo. Chúc mừng đơn bán hàng đầu tiên của bạn. Chương tiếp theo sẽ là về việc sắp xếp thời gian cho doanh nghiệp của bạn để có thể gặt hái được thành công. Bạn biết cảm giác mà doanh nghiệp mang lại cho bạn. Bây giờ, bạn sẽ xem các bà mẹ kinh doanh khác chia sẻ. Tóm tắt chương 12. Nếu chưa có khách hàng, hãy tặng sản phẩm dùng thử hoặc miễn phí dịch vụ để chốt được đơn hàng đầu tiên. Xin ý kiến phản hồi từ đơn hàng đầu tiên. Lập danh sách khách hàng để giới thiệu cho mọi người về công việc của bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn.